bị chèn nhẹt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, đoạn chuyến phim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, đã về lãnh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận các clip chỉnh sửa lọt vỏ ống thanh tre và bạn tất cả các loại chứng chung di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Sang Phạm, đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Clip này nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Sang Phạm, đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Thuận chỉ nhận các clip chỉnh sửa lọt vỏ ống thanh tre và bạn tất cả